Allo English, game show truyền hình tiếng Anh đầu tiên dành cho thiếu nhi trên toàn quốc, đã thu hút lượng người xem đông đảo ngay khi trở lại mùa 2 trên sóng truyền hình quốc gia. Chương trình do Allo Kiddy, đơn vị đào tạo tiếng Anh tại nhà cho trẻ hợp tác với VTV7 sản xuất. Cuộc thi năm nay chất lượng tốt hơn và các bạn thí sinh đã hiểu hơn về luật chơi, các bạn ấy chơi cũng rất là nhiều những cái chiến thuật và sự phối hợp của các bạn trong một đội, phải nói rằng khiến cho mình cảm thấy rất là hứng thú. Nhà đồng hành Allo Kiddy là đơn vị tiên phong cung cấp ứng dụng học tiếng Anh tại nhà cho trẻ. Với công nghệ tiên tiến và chương trình học được xây dựng chuẩn Cambridge từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh. Nội dung các vòng thi Allo English được cố vấn chuyên môn từ Allo Kiddy cùng đội ngũ sản xuất chương trình nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với độ tuổi, năng lực của các em thiếu nhi. Đồng thời, Allo Kiddy đã mang đến một trợ thủ vô cùng đắc lực giúp các bạn thí sinh được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới. Trong xuyên suốt các thử thách của chương trình thì các bạn người chơi của chúng tôi cần phải phát âm thật là chuẩn xác qua một cái thiết bị chạy phần mềm nhận diện và chỉnh sửa phát âm. Cái thiết bị này rất là hay bởi vì là có những từ mình nghe bình thường thì nó có thể đúng. Nhưng mà khi mà chiếc máy phân tích này sẽ phân tích rất là rõ xem là mình đã sai ở chỗ nào, và càng tập luyện càng nhiều thì mình sẽ có được cái phát âm thật là chuẩn xác, và cái lúc đó cũng sẽ khiến cho tiếng Anh của mình được tốt hơn rất nhiều. The technology that's in the app, especially the pronunciation correcting technology, is very state of the art, and it helps the students to practice their pronunciation so that they can improve their skills to sound like a native speaker.